Nè, anh nhìn em á không có giống là sinh viên báo chí đó nha. Anh thấy có gì đó sai sai đó nha. Nè, cũng có người làm công an mà ngồi đi uống trà sữa giống như em thôi, cũng trẻ con đâu có kém đâu ha. Hey, từ xưa tới giờ á anh không thấy em á nhường dành anh một câu nào, cũng ăn miếng trả miếng nhau là sao chứ. Nói cho anh biết ha, con chim còn ăn khế trả vàng, ai mà tặng em vàng hả là em trả cho người ta hột xoàn kim cương luôn đó. Nè, không lẽ lúc nào anh cũng phải chịu thua cái lý sự không giống ai của em hả? Chính xác. Em nói cho anh biết, không giống ai mới là độc quyền, mới là giá trị rồi nha. Mà nè, anh á là cũng thuộc hàng độc quyền đó nha. Anh là con trai duy nhất của dòng họ nhà anh đó. Trời đất ơi, đang nói chuyện trà sữa thì liên quan đến chuyện anh là con trai độc nhất của gia đình anh đâu chứ, không có liên quan gì luôn á. Nè, anh nói em không hiểu hả? Hiểu gì? Ơi, anh nói rõ vậy mà không hiểu luôn. Anh lại vô duyên lần hai nữa rồi. Ê, ê, Đức Mập. Ô, vũ gồm khỏe không? À, sao? Giờ này nhìn ốm o đẹp trai hồi xưa ha. Tao lúc nào không vậy, phong độ chưa bao giờ sa sút. Mày cũng vậy đó nha, tôi thấy với mày lúc này mút mắt hồi xưa đó. Thì tao phấn đấu cho bằng mày đó. Vậy mày phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Ok. Ủa? Là em sao? Dạ, em chào anh Vũ Hùng, em là Thanh. Chào em, rất vui được gặp lại em. Ơi nè, khoan. Bộ hai người quen nhau từ trước hả? Chưa quen sao làm như có một cái gì đó rất là thân mật, làm như quen nhau từ lâu lắm vậy? Nè, chuyện là như thế này. Hôm nay tôi rất vui được trở lại trường báo để giao lưu với các bạn sinh viên. Rất là hạnh phúc khi thấy các bạn dạo này đã xinh đẹp hơn thế hệ chúng tôi rất là nhiều, và lăng xả hơn chúng tôi rất là nhiều, và năng động hơn chúng tôi rất là nhiều. Chị, trong tất cả các bạn thì có ai năng nổ và cực kỳ nhiệt huyết cho nghề báo chí không? Giơ tay lên nào. Ai? Đúng rồi, tất cả chúng ta đều rất nhiệt huyết cho nghề báo chí đúng không? Chọn vào nghề này là một quyết định rất liều lĩnh. Như các bạn đã biết thì nghề báo chí rất là nguy hiểm. Nếu như chúng ta không xông pha vào những chỗ nguy hiểm, không vạch trần những sự thật thì không thể nào có những bài báo hay cống hiến cho công chúng được. Nãy giờ có tập trung nghe nói cái gì không? Dạ có chứ. À, thì ra là như vậy. Trà sữa nha. Làm như con nít vô uống trà sữa. Ủa, vậy chứ mày vô quán trà sữa làm gì? Ta vô đây để điều tra. Coi kìa, mắc bệnh nghề nghiệp hay sao á. Thật ra là tao vô quán trà sữa để làm một loạt phóng sự về trà sữa và tác hại của nó trên sức khỏe của giới trẻ nếu như người ta sử dụng quá chất, quá liều vào thức uống hấp dẫn này. Tao hiểu rồi. Anh Vũ Hùng ơi, anh cho em tham gia viết bài nãy với anh được không? Được, vậy thì em viết bài này chung với anh nha. Thiệt hả? Trời, em cảm ơn anh nhiều nha. Trời, mấy bạn sinh viên trường báo chí hả, hâm mộ anh lắm luôn á. Vậy hả? Trong đó có em nữa. Trời, bây giờ em còn được viết bài với anh nữa. Chắc là người ta hả ghen tị em chết luôn, em vui quá. Nè, khoan. Em có cần phải cao hứng gì không? Em đừng nói với anh á, em thần tượng này nha. Đương nhiên rồi. Tại sao vậy? Anh thấy nó có gì hơn anh đâu. Sao đẹp trai bằng anh chứ? Anh lại vô duyên nữa rồi. Ủa, anh nói thiệt mà. Đúng không mày? Thôi, được rồi. Coi như tao thua mày đi. Tao xấu trai hơn mày, được chưa? Mày nói đó nha. Kệ đi em, lúc nào nó cũng ăn hiếp anh như vậy hết trơn. Ê, không được chơi mét như vậy chứ. Ai mét, người ta nói sự thật mà. Có phải là ăn hiếp mình anh đâu. Em cũng bị ăn hiếp nữa đó. Thôi, nói với bà cũng kêu ly tao uống nha. Kêu đi. Đây đó.
Hả? Sao em? Em sao vậy? Hả? Thấy người sao? Hay là sáng giờ chưa ăn gì đó? Em ăn rồi. Chắc là tại vì em tăng ca nhiều. Anh nói bao nhiêu lần rồi? Hả? Nghe anh đâu? Thì công ty hàng về nhiều thì em làm nhiều. Có gì đâu. Chẳng lẽ mọi người làm em không làm? Vậy thì nghỉ, đi làm công ty khác. Em làm chỗ đó quen rồi. Tiền lương cũng khá lắm á. Không có giống như công ty khác, phải ngồi chờ hàng về xong mà cuối tháng bị trừ lương nọ nữa. Anh nói rồi đó, sức khỏe em yếu lắm á. Tăng ca chỗ đó sao chịu nổi? Không sao đâu. Em chịu được mà. Với lại tụi mình còn trẻ, tụi mình lo làm nó tương lai chứ, đúng không? Thấy chưa? Bài ca cũ đó. Có khi nào á anh nói lý lẽ là em đâu, hả? Thôi được rồi, anh chở em đi mua thuốc uống, rồi kiếm gì bổ bổ cho em ăn nha. Anh chở em qua tiệm thuốc của ông Bánh đi. Qua đó em lấy mấy gói thuốc bổ về uống là khỏe à. Không uống thuốc tây hả? Thuốc tây uống nóng lắm. Với lại nào giờ em quen qua bên chỗ của ông Bánh, mua nấm linh chi về, nấu nước uống thay trà. Cái đó vừa dễ uống nè, vừa bổ. Em quen rồi. Anh chịu hết được chưa? Giờ mình đi nha. Cây viết phóng sự vô cùng nổi tiếng. Nổi tiếng Ấn Độ hả? Mà thầy em còn nhắc đến tên anh khi giảng bài luôn đó. Tuy là em chưa vào chuyên ngành, em hâm mộ anh từ lâu lắm rồi. Bây giờ hả, được gặp anh ở đây, được ngồi nói chuyện, còn được viết bài với anh nữa, em cảm thấy cực kỳ vui và cực kỳ may mắn luôn á. Cảm ơn em. Nè, Đức. Mày xấu thiệt á, không chịu giới thiệu tao với Thanh sớm hơn. Mày nhìn vô mặt tao nè, mày thấy tao có ngu không? Tao giới thiệu cho mày á, lỡ như Thanh mê nghiệp báo, mê mày luôn thì sao? Trời, Đức, nói gì kỳ cục vậy? Nói chung là Đức nói cũng có lý, nhưng mà lỡ không phải Thanh mê tao, mà tao mê Thanh thì sao? Thì sao hả? Thì lúc đó huynh đệ tương tàn là cái chắc. Hung dữ như ngày nào nha. Sợ đây uống được ha. Ủa, giờ này anh Thanh nó chưa về nữa hả? Còn cô Láng đâu rồi? Dạ, bữa nay á Thanh nó nói về trễ, xin đi uống nước với bạn. Còn cô Láng chắc la cà đâu đó bên hàng xóm, em cũng không biết nữa. Thôi, em với anh ăn trước đi, lát hội về ăn sau. Thôi anh ăn đi, rồi còn ra công trình đêm nữa. Giờ còn sớm, em chưa thấy đói lắm. Nếu mà thấy tình hình sức khỏe không tốt, em đi tái khám đi. Bệnh tim với huyết áp của em nào giờ vậy rồi. Em biết bệnh của mình nên tự giữ, không sao đâu, anh đừng có lo. Thôi để anh mua nhân sâm cho em uống bồi bổ nghe. Chứ anh thấy sức khỏe em càng ngày càng yếu, anh lo quá. Em nghe anh nói vậy là em đủ thấy ấm lòng rồi. Em cảm ơn anh nha. Cũng may là nhà mình ở trong xóm thảo dược, em mua được nguồn thuốc quý với giá rẻ uống cũng đỡ lắm. Thôi anh ăn nhanh đi rồi còn đi làm không thôi trễ đó. Chút nữa nhớ uống thuốc rồi lên nằm nghỉ đi. Mọi chuyện trong nhà để cô Láng lo được rồi. Dạ. Tí có tao chỗ đó đó. Ê, đừng có nhấp mày, vô thẳng. Muốn vô thẳng mới từ từ. Mày đừng có nói chuyện, mày tập trung chuyên môn đi. Coi chừng mày lấy luôn cái màn nhĩ tao ra đó. Gì vậy? Ra màn nhĩ luôn rồi. Cái gì? Cho mày chừa à? Đang lấy mày giật tao lấy màn nhĩ ra. Mày làm phê quá mày ơi. Ê, mày đặt rên, tưởng tao với mày đang coi phim bậy á. Phê quá bạn ơi. Ê, mày đặt ngồi vậy. Phê quá bạn ơi.
Ê, cha nào vậy mày? Mày không ưa rồi, không ưa hơn mày luôn á. Cái mặt mày mới vô duyên á. Giỡn, giỡn. Đụng tới cái xỉa sói à? Ai hả? Cha đó, cha Mực. Chủ công ty dược á. Làng này ai mà không biết. Ai cũng biết hả? Ừ. Vậy sao tao không biết mày? Do mày không biết chứ sao? Ủa là sao? Mày vô duyên, nhà mày mới chuyển tới đây mày đòi biết hết mọi người trong làng này hả? À ha, tao quên. Quên. Ê, gì? Mày cũng đang làm trong công ty đúng không? Ừ. Mày làm bên dược đúng không? Ừ. Không chừng mày làm trong công ty của con Chả đó. Có đâu, bữa giờ tôi làm có thấy mặt mũi Chả đâu. Mày ngộ quá. Con Chả là chủ. Ừ. Không lẽ con Chả phải xuống ở chỗ mày làm cho mày thấy mặt hả? Ờ, cũng đúng á. Lâu lâu thông minh á. Thôi về nghe bạn. Tiền. Tiền gì? Mày làm cho tao biết bao nhiêu năm qua có giờ mày lấy tiền đâu. Ủa mày ngộ rồi hả? Mày nghĩ coi bao nhiêu năm qua mày không trả tiền thì đúng là hôm nay mày phải gom lại trả một lần. Mà mày nghĩ coi, bữa nay ha, tao cắt tóc, ngoáy lỗ tai, massage, bấm huyệt, rồi lấy Tí, thiệt luôn á, tao không tin luôn á Tí. Không tin gì? Mày biết không, bao nhiêu năm qua tao thương mày như là anh em vậy đó. Đi ăn cái gì tao cũng rủ mày đi, thấy không? Mà bây giờ mày nghĩ sao á, mày nói chuyện tiền bạc với tao vậy? Mày đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa. Ê, cái thằng kia, mày dám buồn sao mưa hả mày? Trời đất ơi, nghĩ sao vậy? Bạn bè thì bạn bè chứ. Mày nghĩ tao làm bao nhiêu là thứ cho mày? Trời đất ơi, rồi mày không trả tiền, lấy vốn đâu tao làm mần ăn nữa. Trời đất ơi, bạn bè gì khốn nạn. Nè, tiền này má, có mấy đồng làm ăn tiếng à. Ờ, bạn bè vậy phải được không? Hiểu nhau mới... Tưởng 2000 đô không á. Mày giữ mày xài luôn đi. Nè. Anh có làm sao không vậy? Cô ơi là cô. Cô chạy từ trong hẻm ra, cô chạy từ từ thôi. Cô lũi gì ra cái quá mạng vậy? Anh có sao không vậy? Người đẹp. Người đẹp. Người đẹp chạy, người đẹp chạy từ từ thôi. Người đẹp chạy lố băng qua đụng vô xe tôi nè. Mà người đẹp. Người đẹp nãy chạy ẩu quá. Ơ, người ta đang chạy đường thẳng, người đẹp từ trong hẻm lũi ra một tốc độ kinh hồn, đụng tôi nè, đau quá. Nhưng mà tôi thấy anh đứng lên được rồi chứ anh không sao đúng không? Vậy thôi tôi xin lỗi anh, tôi đi nha. Coi nè, đầy đủ hết rồi không? Đầy hết rồi. Đàn ông con trai gì, bị chạy có xíu xiu mà anh tính ăn dạ tôi hả? Nè, tôi nói cho anh biết nha, anh chạy từ hướng kia, chạy nhanh thì nhanh, anh chạy từ đó đụng cái xe tôi chứ bộ. Cô chạy ẩu, còn nói ăn nói ngang ngược, tôi không biết. Giờ bắt đền nha, còn ấy là tôi làm lớn chuyện, tôi kêu công an à. Rồi, được rồi, giờ anh muốn đền gì thì anh nói đi. Dễ dàng thôi, giờ cho xin số địa chỉ nhà với số điện thoại. Đâu có liên quan gì đâu. Sao không có liên quan, tôi nói cô nghe nè. Lỡ một mai tôi thức dậy, tôi thấy đau bụng, cái tôi thấy nhức đầu, cái tôi muốn ói, thì cô phải có trách nhiệm với tôi chứ. Bộ anh bị trúng thật hả? À, không nói nhiều. Giờ có cho không? Cho gì? Số chỉ nhà với số điện thoại. Đưa đây. Vậy biết điều không? Mở khóa. Quên. Rồi. Công nhận số thoại đẹp ghê. Trời đất ơi. Ê, chưa có tên. Không biết. Không biết. Ê, cô ơi, cô. Trong vòng một nốt nhạc, chẳng những anh biết tên em, mà biết nguyên dòng họ em luôn. Đừng có thương thằng này. Bạn nhỏ này con cái nhà ai? Mà đẹp dữ vậy trời. Đó. Mẹ nói gì? Ngồi xuống ăn đi. Âm ơi, Thanh ơi, xuống ăn cơm, anh hai về rồi nè. Dạ.
Trời! Hôm nay láng cô xinh đẹp, cho tụi có ăn gì đây? Đây! Trời thơm quá! Đói muốn chửi vậy? Kho gừng! À! Chả cá thắt lát, sốt cà chua, canh khổ qua, khuyến mãi thêm dĩa trứng chiên rách tiêu hồng. Ngon chưa? Xuất sắc! Láng cô muôn năm! Đời con không bao giờ có thể thiếu láng cô được! Xạo quá mày! Lẽ mai mốt mày cưới chồng á, cái mày rước láng cô theo. Không được. Làm cái gì thì làm, con gái là phải biết nấu nướng nha. Học nấu nướng đi, mai mốt có chồng rồi tự lo nội trợ ngang, tôi không có đi theo tuổi hầu đâu à. Mà suy cho cùng nha, không ai có phước như mẹ con hết trơn. Lấy chồng ha, cái có sẵn một cô em chồng, từ là nuôi con cho tới hả công chuyện nhà, rồi nấu nướng bếp núc trong ngoài, cái đấy nó làm cho từ đầu tới cuối nó không phải đụng móng tay móng chân gì trơn. Công nhận mẹ con có phước thiệt chứ. Láng cô xinh đẹp ơi, công nhận á là mẹ con có phước thiệt. Nhưng mà tại vì á hả, mẹ con hay bệnh, sức khỏe không được tốt, chứ đâu phải là mẹ con muốn đi láng cô xinh đẹp dễ thương của nhà này đâu chứ. Mà những người xinh đẹp dễ thương thường là tốt bụng đúng không? Chính xác. Cái này không phải là đúng mà là rất đúng. Trời ơi, ba anh em tụi con lớn lên hả, một tay láng cô xinh đẹp chăm sóc hết. Láng cô sẽ được cứu người mẹ thứ hai của tụi con chứ giỡn sao? Đó, thấy chưa, ta nói chưa, ăn mẹ nó mới no rồi. Ta nói một câu là mát ruột luôn vậy hà. Trời ơi, một miếng chả cá ngon nhất luôn nè con. Nguy cảm ơn láng cô xinh đẹp. Công nhận, đàn bà gái dễ tin người thiệt chứ. Mày nói vậy thằng kia, mày tin tao phóng một cái là cái cây đũa này nó lòi ra sau óc mày không? Con đâu nói gì đâu cô. Con ý con là cô vừa xinh đẹp nè, vừa giỏi giang nấu ăn lại ngon nữa. Cô, anh đi cô. Ủa, quên nữa, ba đi công trường đêm hả mẹ? Ba con đi từ sớm cho nên ăn từ sớm luôn rồi. Mà mẹ, vài bữa nữa con tính dẫn bạn gái về ra mắt cả nhà luôn. Vậy hả? Vậy hả? Được đó con. Con cứ dẫn bạn con về đi, rồi nhờ cô láng nè nấu một bữa thiệt là ngon để cho con đãi bạn. Trời ơi, tôi xin hân hạnh thông báo cảm xúc của tôi trong cái chuyện này. Tôi cảm thấy rất là vinh dự được nấu món ăn để hầu hạ bạn gái của cậu hai nhà này đó. Lời nói coi bộ cố gắng móc câu hả láng cô xinh đẹp ha. Câu gì? Bài ra tao nấu nướng tao cực chớ, tao thức chớ. Tôi xin lỗi cô nha, tại tôi không có sức khỏe cho nên cô mới phải chịu vất vả như vậy. Lỗi phải gì đâu chị ơi, cái số tôi sinh ra là làm bảo mẫu cho cái nhà này rồi, muốn thay đổi cũng đâu có được đâu. Mọi người ăn cơm đi, con no rồi. Ủa, con ăn mới chút xíu mà no gì, ăn thêm đi con. Dướng móc câu, ăn gì nổi. Nhiều. Đây là giống trà rồi. Nói một câu không hài lòng bỏ ăn. Không ăn thôi mày, tao ăn hết mày. Trời chắc nó sợ mày quá. Thôi, mình ăn cơm đi mọi người. Mẹ ăn cơm đi mẹ. Anh ơi, mình anh xuống hết chiếc xe này á hả? Philip Filler tìm không có người, biết sao bây giờ? Vậy tôi phụ cho. Thiệt không? Anh trả nhiêu? Phụ anh đi, anh trả hậu hĩnh cho. Hậu hĩnh là nhiêu nó đại đi ông ơi. Bây giờ trả em 300 mới được không? Ok, chơi.
Ủa, hết hả? Hết rồi em. Em làm việc được lắm. Ngày mai muốn phụ nữa thì giờ này tới đây nha. Ờ, tôi biết rồi. Ờ, nhưng mà mấy cây bao đó đựng gì trong đó vậy? Mà bụi quá vậy. Cơ sở của anh toàn mua những cây thuốc quý, dùng máy móc sao xoáy, đóng gói, giao mối cho tiệm thuốc bắc. Ở xóm này có mười mấy cơ sở như vậy. Hình như em ở xứ khác mới tới. Em trong xóm này mà, nhưng mà mới chuyển tới đây, ở chưa được lâu. À, hèn chi. Ừ, vậy xong việc rồi, cho em lãnh tiền nha. Rồi, tiền của em đây. À, cảm ơn anh, lần sau gặp nha. Rồi. Trời ơi, trời ơi. Mày làm gì vậy? Cái gì vậy cô? Em tự nhiên la cái em hết hồn rồi. Đấy, đây rồi. Bỏ xuống. Trời đất ơi. Uống nước thì người ta lấy cái ly, ta rót ra uống cho nó lịch sự đàng hoàng. Mày ngậm nguyên cái mỏ mày vô đó rồi ai uống được nữa. Bình thường con có uống vậy mà, sao tự nhiên bữa nay la con vậy? Bình thường không thấy, giờ thấy mới la. Ủa, mắc mơ gì la con? Trước giờ con uống chai nước này, nè cô thấy không? Đánh dấu này, chai nước này của con, có mình con uống à. À, hiểu rồi. Thì ra có người mặc cái bộ đồ dưa hấu đồ, thơm đồ, sững xa sững xác không để ý xuống lấy chai nước tôi uống nè. Tôi chừng bị nhiễm virus mò của tôi đó nha. Virus mò là giống gì? Là virus mò đó cô, là mắc nước miếng nè. Trời ơi, ngưỡng quá. Trời đất ơi, nói chung là từ giờ trở đi ăn uống phải giữ vệ sinh, hiểu không? Thôi rồi, còn không có đôi cô với láng cô nữa. Bây giờ, cô. Gì? Cô dẹp mấy này giùm con nha. Cô lên thay đồ đi làm, trễ giờ rồi. Cảm ơn cô nhiều nha. Ê, đây, mày ăn rồi, con cái thằng quỷ đi. Cái thằng quỷ. Cô. Cô chạy biết sao quýt muốn lòi con mắt cô ra ngoài đâu nè. Sáng sớm mà cô dữ quá vậy. Trời đất ơi, mày thách cũng thách vừa vừa cho người ta trả giá. Cái miếng sandwich mềm xèo như vậy mà lòi ở đâu mà lòi? Cái thằng âm binh kia kìa, nó ghẹo tao kìa, bực mình à. Ê, nghe nha. Lãng cô, cô mới nói gì? Nó nói gì đâu? Cái gì âm binh đó? Nè, con nói cho cô nghe nha. Cô đừng có nhắc đến hai cái chữ đó. Cô nhắc đến hai cái chữ đó là coi chừng bị theo đó nha. Ai theo? Thì cái đó theo cô đó nha. Đó, à, hiểu rồi. Biết sao hàng này tồn kho, không thanh lý được không? Tồn kho, không thanh lý. Ý là mày nói tao ế không ngoài cưới đó hả thằng quỷ kìa. Ê cô, cái này là cô nói đó nha. Giờ cô đi làm thiệt nè, giờ cô đi làm thiệt nha cô. Quỷ, đứng lại cho tao. Quỷ kìa. Nghĩ sao mà nguyên gia đình đặt dễ tên lai láng nhiều âm thanh vậy trời. Nhân sâm bữa nay thấy kỳ kỳ vậy ta. Mày làm cái gì vậy? Hả? Mày làm cái gì mà mày cầm hai cái củ sâm của tao mà mày xăm soi mà mặt mày không hồn vía gì hết trơn mày? Hả? Mày đang suy nghĩ về nước Mỹ phải không? Không có rảnh tiền đâu ha. Trả lương cho mày phải mày suy nghĩ về nước Mỹ hả mày? Đồ gì đâu mà làm biếng. Rảnh tiền cho người làm biếng mà. Ủa, cô Mập, tôi... Trời ơi! Tao nói mày biết bao nhiêu lần rồi. Tao cảnh mày kêu tao bằng con Mập mày biết không? Dạ, nhưng mà giờ tướng cô vậy, kêu cô sao vậy? Cô đẹp. Được luôn hả? Ừ. Dạ, cô đẹp.
Cô đẹp, trước giờ tôi siêng năng mà, cô cũng biết mà, có giờ tôi làm biếng đâu. Mày siêng năng hả? Siêng năng gì? Tao thấy mày nè, tao để ý mấy ngày nay rồi nè, ngồi đâu là suy tư đó, hồn vía mày để đâu á? À, hay là tương tư cô nào rồi phải không? Nè, có tương tư á thì hết giờ làm việc về nhà mới được tương tư, biết không? Ở đây là cái xưởng làm việc, không có phải cái chỗ mà văn phòng tâm lý, bác sĩ tâm lý gì đó mà để cho mày suy tư nha mày. Làm việc đi. Dạ dạ, làm đi, làm. Gì vậy? À, tự nhiên thấy trời nắng quá. Thần kinh. Có bà thần kinh thì có nghĩ sao à? Tôi tương tư ai? Vậy ông lẽ tương tư tí súng. Thần kinh là muốn chết luôn à. Tự nhiên cái bị chửi à. Sao mình vẫn thấy nó kỳ kỳ vậy ta? Alo. Alo, Thanh hả? Em đang ở đâu vậy? Anh có chuyện gấp cần trao đổi với em. Em đang ở quán trà sữa cũ nè, anh ra đây đi. Ừ, đợi anh chút, anh ra liền. Ok anh. Nè, ăn đi. Từ trường về chắc chưa ăn gì phải không? Trời ơi, anh Vũ Hùng đúng là tâm lý thiệt nha. Chẳng những em chưa ăn gì mà ly trà sữa em còn chưa kịp uống luôn nè. Ừ, ly trà sữa tan đá hết rồi kìa. Nè, ăn đi rồi nghỉ làm việc. Ờ, anh ăn chung với em nha. Ừ, anh ăn cái tòa soạn rồi. Anh cố tình mua cho em đó. Ăn đi. Công nhận bánh mì ngon thiệt luôn á. Ừ. Thanh nè, anh đang điều tra là phóng sự về rác bổ. Khu vực này cũng ở gần nhà em đó. Anh suy nghĩ hoài, nhưng cuối cùng anh quyết định sẽ mời em cùng điều tra là phóng sự này. Nhưng mà anh nói trước nha, đây là loạt phóng sự điều tra, nó mang tính chất rất là nguy hiểm. Cho nên là anh muốn em suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định là có tham gia với anh hay không. Anh đang giỡn với em hả? Em không cần suy nghĩ, em có thể trả lời cho anh liền. Anh em đồng ý tham gia. Cho anh tham gia với anh nha. Nếu vậy mình quyết định tham gia nha. Ừ. Nhắc tới hai từ rác bổ, em liên tưởng tới mấy cái nhân sâm mà bị rút hết cái tinh chất ở trong đó rồi, chỉ còn lại cái xác ở bên ngoài thôi, không khác gì rác hết đúng không? Em thông minh lắm đó nhà Thành. Tại vì em được học hỏi từ những sư phụ, những thầy siêu 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 giỏi mà. Em là một người rất có tố chất của cây bút phóng sự điều tra. Em cũng biết là anh không hề khen chê tùy tiện mà, đúng không? Trên này em phải cảm ơn anh, bởi vì nhờ có anh động viên á, em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Được, cố gắng lên. Sao, em đang viết cái gì vậy? Em hả? Ừ. Em đang viết một loạt phóng sự mà không biết là có tốt hay chưa. Anh kiểm tra giùm em nha. Ừ, để anh kiểm tra cho, em ăn đi. Dược liệu với xâm nhung bán lời bán không ta, hay là ủa Thanh đi đâu vậy? Ờ, con đi ăn tài liệu. Lán cô đi đâu vậy? Mới qua bà chính về á. Lán cô trời ơi là trời, cho anh chị kìa mày. Xin lỗi nha con.
mày về mặt tao mày đá mày. Trời mất dậy. Rồi mắt tao nè đâu. Mấy anh đá bằng kiểu gì vậy hả? Vô mặt mấy cô của tôi rồi nè. Đá bằng chả mấy anh nè. Má ơi, con bon. Trời ơi, lọt trồng té nổ. Ai vậy? Trời ơi, đứa nào? Đứa nào chơi? Trời vậy bay ơi, đu con mắt tao rồi. Ơi, em xin lỗi anh nha. Hả? Trời đất ơi, hay ra là cô. Cô, ha, cô đã làm tôi bị thương lần thứ hai rồi. Bây giờ cô tính sao đây, hả? Nè, anh có mắt không? Anh ngoái đầu là anh nhìn đi. Tại vì mấy người đó đá banh vô mặt láng cô của tôi. Cho nên hả, tôi mới đá đáp trả lại. Ai muốn anh nhạo cái mặt anh vô làm chi? Chúng đáng chịu. À, trời ơi, cô gái gì mà nó ngang nó ngược, nó sợ vậy? Bài tôi đã. Không á. Bây giờ bồi thường tôi mới thả. Đàn ông đàn ăn học đâu ra cái tính ăn dại vậy hả? Ê ê, anh buông tay nhỏ này ra đi, rồi có gì mình từ từ nói chuyện phải quấy được. Trời ơi, người đâu mà ma lực lợi với Hải. Hê, Tình Hải hả? Chứ đứng hả? Không à. Ủa mà ẩu mà đây lại. Cô ruột nhỏ này, được không? Ủa, có gì không? Ủa, cô ruột hả? Ừ. Tại thấy cô tuyệt vời quá. Cái chuyện tuyệt vời là tôi biết từ cho sinh mẹ đẻ rồi. Dạ. Có điều là chưa có ai đủ tâm, đủ tầm để biết cái tuyệt vời của tôi thôi. Dạ. Vậy, láng cô cứ đứng đây giải quyết công việc đi nha. Con đi làm việc tiếp đây. Thôi đi đi. Ê, bồi thường. Đi, anh đi. Bồi thường, bồi thường. Rồi xong. Nó đi rồi. Nó đi công chuyện rồi. Đi luôn nha. Chưa đủ tầm. Anh chờ em có lâu không? Không sao đâu. Thôi mình đi ăn cái gì nha. Cảm ơn anh. Anh Đức, anh làm gì mà đứng thường người đó vậy? Em đang bận tối tăm mặt mũi mà anh còn lôi em ra đây nữa. Có chuyện gì Thánh nói luôn đi. Em á, dạo này hay cáu gắt danh ghê luôn. Nè, anh làm ơn đừng có chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy được không? Anh có biết đó hả, là em bận đến độ mà em không có thời gian ngủ luôn không? Nhưng mà tại sao anh gọi điện thoại hoài cho em mà không được? Thì tại vì em bận quá, em có để ý tới điện thoại đâu. Mà làm gì bữa nay coi bộ giọng điệu anh không vui vậy? Ừ, anh buồn vậy đó. Ai biểu em bận quá làm chi, không có thời gian dành cho anh gì hết. Trời đất ơi, em bận thiệt mà. Là em bận phải đi tác nghiệp đó. Có giận nữa mà. Em đi tác nghiệp thì cũng phải nhớ một người chứ. Thì cũng có nhớ. Và cái giờ
Ai nhắn tin cho em vậy? Cái tên đáng ghét. Một cái tên đáng ghét. Hắn là ai? Tại sao anh không biết? Nhắn tin hẹn hò hả? Còn khuya đi nha. Đúng là tên mực lên đầu óc toàn mực đen thui. Trời ơi, kỳ quá à mực. Trời ơi, tôi bị đau tim á. Đau tim? À, không phải, đau tim là bà hai à. Mà nuôi bà bệnh riết rồi cái tôi yếu tim theo á. Mực mà cứ hù vậy ngoài rồi tôi chết làm sao à. Người gì mà nhát dữ. Trời ơi, người ta phụ nữ mà. Với lại phụ nữ xinh đẹp á, hay yếu đuối lắm á. Đúng rồi, phụ nữ hay yếu đuối. Phụ nữ xinh đẹp là phải vậy. Anh cô nè. Hả? Tôi á. Tôi muốn là ngày mai tôi qua nhà em Thanh chơi. Em Thanh hả? Giỡn hả? Trời, giỡn khi nào? Thằng này chưa bao giờ biết nói giỡn nha. Thiệt. Thiệt. Ừ. Ủa chứ không phải là mực gì. Qua hả? Qua thì qua. Có gì đâu. Tới nha. Nói chung là lắng cô biết mà. Tánh tôi không bao giờ nói giỡn hết á. Nói chung là đợt này giúp tôi đi. Nói vô tiếng rồi có gì hậu hĩnh. Hậu hĩnh. Hậu hĩnh hả? Có hả? Có. Nói vô liền. Mai Quang. Mai Quang. Nhiều năm nói cười không thể nào đi xuống đây. Anh sai rồi. Trời ơi, anh coi. Mày tắt nhạc cái coi. Gì bác hai? Trời đất ơi, mày vừa ăn cơm mà mày bị vừa nhúng nhảy mày lắc tới lắc luôn vậy. Có ngày hả mày mắc nghẹn mày ná thở mày chết tại chỗ luôn á. Trời đất ơi, chưa có mắc nghẹn chết mà nghe bác hai rủa là con muốn chết rồi. Con quen rồi đâu có sao đâu bác hai. Sao không sao cái gì? Đi đâu đây bác hai? Thì đi ra đây nhờ mày tỉa giùm cái tóc cái lai rái cái lỗ tai đi nè. Ủa vậy hả? Ừ, dạ thôi. Tóc rái tai cho tao cái coi. Dạ ngồi xuống con gắt liền coi. Ê ê, khoan. Dạ dạ dạ. Ăn cơm ăn nước cho nó đàng hoàng đi. Mày đang đói bụng ha. Ha, tai mày rung mắt mày mờ. Mày không chịu ăn cơm rồi mày cắt cái đầu của tao rồi hồi tao thành con thú cưng có xà mâu rồi sao mày? Trời gì tả ghê bác hai. Cứ coi thường tai nghề của con không. Con nói thiệt hai nha. Bác nhìn rộng ra. Không, nguyên cái xóm mình nè, à, đàn ông con trai đầu ai gọn gàng nhất, đẹp trai nhất là qua một tai của con hết đó nha bác hai. Phải không? Đó, con đâu có nói xạo bác hai chi. Vậy hen. Dạ. Thôi vậy thôi, cắt cho tao ngon lành nghe. Yên tâm bác hai. Ừ, thì làm sao cho nó đẹp đẹp gọn gọn nghe. Dạ yên tâm thật. Ừ. Tin tưởng mày lắm tao mới giao cái đầu cho mày á. Đã qua tay con rồi thì không tóc thì cũng cục. Như mày? À không có, không gọn thì cũng đẹp. Nhớ tỉa đẹp đẹp á nha con. Tỉa thôi hả bác hai? Ừ, tỉa thôi. Cho tỉa. Nó gọn gọn là đẹp rồi. Tỉa càng khỏe. Sao? Cũng đẹp trai dữ bác hai á. Hai. Bác hai. Vậy chắc chuẩn bị đi đâu quan trọng lắm cho nên cắt tỉa hả bác hai? Quan trọng lắm nha mày. Dạ. Cô láng bày á nói với tao á là ngày mai có cụ mực nào đó á tới coi mắt con Thanh nhà bác. Hả? Cái gì? Ông mực công ty dược. Ờ. Theo con Thanh nhà mình. Đúng rồi. Ờ, thấy ghê vậy ta? Thì đang muốn ra mắt mà. À, vậy hả? Ừ, coi mắt, coi mắt. Ê, cái gì vậy? Mày hết cẩn thận nha mày. Trời đất ơi, tự nhiên mày hỏi cái tao trả lời, cái mày giật mình cái nữa là tao thành độc nhĩ đại hiệp á. Tao thành người một lỗ tai luôn á. Trời ơi, bác hai, yên tâm. Trời ơi, theo con Thanh nhà mình luôn hả bác? Ừ. Sao vậy được ta? Sao không được? Trai lớn rồi đi hỏi vợ, gái lớn rồi đi lấy chồng thôi, đi đâu sống được. Nhưng mà ổng là tay. Cái gì vậy trời? Gì bác hai? Chắc nó rớt rồi sao? May quá còn. Trời ơi, mày đừng có giật mình nữa. Mày giật mình một hồi là. Trời ơi. Bác hai cứ yên tâm đi. Trời ơi, ngoái lỗ tai mới sợ giật mình chứ cắt tóc mà sợ gì? Trời. Rồi hiểu luôn. Chuẩn bị tiền đi giá măng nhỉ. Khát nước dữ ta. Ừ.
không phận sự cấm vào. Trong cái phòng đó có gì ta? Sao từ lúc mình vô làm tới giờ bà Mập không cho ai vào hết? Thôi kệ đi, mình là người làm công, chủ không cho vào tức là không được vào, không được tò mò.